Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang xem chương trình Điểm Tin Phật Sự 20 giờ hàng ngày của kênh Thông tin Tổng hợp Phật Sự Online. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Long An, Phật giáo tỉnh cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi và tặng quà cho các chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19. Quảng Nam, Chùa Bửu Đức thực hiện chương trình chia sẻ yêu thương COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Giác Ngộ Quỹ Đạo Phật ngày nay hỗ trợ trao tặng gạo đợt 4 cho người dân trong đại dịch. Thừa Thiên Huế, Chùa Từ Lâm trao tặng gạo đến bà con khó khăn mùa dịch COVID-19. Cuối chương trình là cụm tin tức các chùa ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh và trao quà cho bà con khó khăn mùa dịch COVID-19. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, nhằm thể hiện tình cảm, động viên, chia sẻ những khó khăn đối với lực lượng chiến sĩ nói chung, các chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 nói riêng, an tâm, tin tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng qua ngày 24 tháng 4, Ban trị sự Phật giáo Long An đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến Doanh trại Quân đội Nhân dân huyện Đức Huệ thăm và tặng quà động viên cho các chiến sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An; Thượng tọa Thích Quảng Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An; Đại đức Thích Lệ Duyên, Chánh thư ký ban trị sự Phật giáo Long An; Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Long An cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Thượng tá Nguyễn Minh Tấn, Phó tỉnh ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Lê Văn Tiền, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Võ Văn Nghi, Phó bí thư thường trực huyện ủy huyện Huệ Đức cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện Đức Huệ. Tại đây, Hòa thượng Thích Minh Thiện có lời chia sẻ đến với quý đại biểu và các chiến sĩ tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo Hòa thượng, hiện nay cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đó là thành công từ cấp nhà nước, từ những người trực tiếp phòng chống dịch cho đến toàn dân và toàn xã hội. Nhân dân Việt Nam thời gian qua đã chung sức, chung lòng chống dịch như chống giặc để vượt qua đại dịch. Tăng ni Phật tử tỉnh Long An thấy được sự hy sinh lớn lao, vất vả, lo toan của các anh bộ đội Cụ Hồ, của các chức nghiệp. Ghi nhận sự hy sinh cao cả đó, đại diện Phật giáo Long An, Hòa thượng gửi lời cảm ơn chân tình nhất và tình cảm nhất đến các anh bộ đội Cụ Hồ của nhân dân. Phần quà thăm hỏi động viên và cảm ơn các anh chiến sĩ đã vất vả tham gia phòng chống dịch COVID-19 gồm 1 tấn gạo, 100 thùng mì, 100 hộp cà phê hòa tan, 100 kg đường cát và tiền mặt với tổng trị giá 45 triệu đồng. Chuyển sang phần tin tiếp theo, thưa quý vị, vào hôm qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đơn vị số 18, thành phố Sa Đéc đã trao tặng hỗ trợ 130 phần quà cho đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri các đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố. Nhằm động viên chia sẻ khó khăn của nhân dân tỉnh Đồng Tháp nói chung và thành phố Sa Đéc nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra, sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đơn vị số 18 thành phố Sa Đéc tổ chức trao tặng hỗ trợ 130 phần quà cho đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri ở 9 trên 9 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà hỗ trợ gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 200.000 đồng. Kinh phí thực hiện do các đại biểu đóng góp cùng hai đơn vị đồng hành là Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại buổi tặng quà hỗ trợ, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị số 18 thành phố Sa Đéc mong muốn mỗi người dân Sa Đéc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tùy theo khả năng góp thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Giáo hội về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, tích cực cùng toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, sáng qua ngày 24 tháng 4, Hòa thượng Thích Khế Trơn cùng Chư Tôn Đức Tăng Chùa Thiên Minh đã đến thăm và ủng hộ công tác phòng chống dịch tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Hòa thượng Thích Khế Trơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì Chùa Thiên Minh cùng Chư Tăng Bản Tự đã ghé thăm văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và trao tặng 8.000 khẩu trang y tế cùng 10 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận và bàn giao tịnh tài tịnh vật đến các khu vực cách ly trong tỉnh. Dịp này, ông Nguyễn Nam Tiến cũng gửi lời cảm ơn đến Hòa thượng và Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã hết lòng quan tâm và ủng hộ công tác phòng chống dịch của tỉnh nhà.
Nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2564, Hòa Thượng Thích Khế Trơn cùng Chư Tôn Đức Tăng Chùa Thiên Minh và Quang Minh Huế cũng đã thăm và tặng quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Huế. Nằm trong chương trình chia sẻ yêu thương COVID-19 do Chùa Biểu Đức, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thực hiện, chiều ngày 22 tháng 4 vừa qua, Chư Tôn Đức Tăng và Phật tử chùa đã đến thăm và trao tặng quà nhằm động viên bà con sớm vượt qua khó khăn mùa dịch. Đại Đức Thích Duyên Phước, thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tam Kỳ, trụ trì chùa Bửu Đức cùng quý Phật tử đã đến thăm hỏi và trao tặng 50 suất quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tam Thăng và 22 suất quà cho những hộ gia đình tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ. Qua nửa tháng thực hiện chương trình chia sẻ yêu thương COVID-19 đã trao hơn 400 phần quà ý nghĩa đến những hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh tật, người vô gia cư, bán vé số, người mua bán gia chai, lao động có thu nhập thấp tại các địa điểm như phường Tân Thạnh, phường Hòa Thuận, xã Tam Phú, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và bà con khó khăn tại miền núi huyện Tiên Phước thuộc tỉnh Quảng Nam. Mỗi phần quà trị giá 160.000 đồng gồm gạo, mì gói, khẩu trang, tổng trị giá 70 triệu đồng. Chùa Bửu Đức còn đến ủng hộ tịnh tài khẩu trang tại trụ sở của Ban Nhân dân phường Tân Thạnh, các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ các suất quà cho câu lạc bộ Máu Nóng Hiểu và Thương Quảng Nam. Được biết, mỗi nửa tháng vào các ngày rằm mùng 1, chùa còn thực hiện chương trình trao tặng hơn 1.000 suất cơm chay tại các bệnh viện trong thành phố Tam Kỳ. Nhằm tiếp thêm động lực để bà con có hoàn cảnh khó khăn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng nay ngày 25 tháng 4, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục trao tặng 2.000 phần gạo đến bà con đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi trao tặng gạo, Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã trực tiếp hướng dẫn các Phật tử thành viên quỹ trao tặng từng phần gạo đến cho bà con. Tại đây, Thượng tọa chia sẻ, việc giãn cách xã hội nhằm kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong hơn 3 tuần qua đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, việc này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của bà con, đặc biệt người lao động có thu nhập thấp. Để chia sẻ khó khăn với bà con sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã phát động 4 đợt trao tặng gạo từ thiện. Tuy nhiên, nhận thấy sự khổ cực của bà con vẫn còn, nên chương trình trao tặng gạo của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chùa Giác Ngộ sẽ tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30 tháng 4. Trong đợt trao quà lần 4 này, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay trao 2.000 phần gạo, mỗi phần 2kg gạo đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, người thất nghiệp do dịch bệnh COVID-19. Được biết, Chùa Giác Ngộ Quỹ Đạo Phật Ngày Nay sẽ tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức người khó khăn qua nạn đại dịch COVID-19 vào ngày 28 và 30 tháng 4 sắp tới. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Hội chữ thập đỏ quận Bình Tân và chùa Từ Hạnh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình trao tặng những suất quà nghĩa tình và nước ngọt đến bà con có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đợt hạn hán xâm nhập mặn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Trí Huệ, trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế, Ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Ni sư Thích Nữ Như Diệu, Ủy viên thường trực Phân ban, trụ trì chùa Từ Hạnh. Đồng hành cùng đoàn có bà Bùi Thị Kim Loan, quận ủy viên, chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Bình Tân và các thành viên đoàn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã tiến hành trao 200 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà bao gồm 10 ký gạo, thùng mì và các nhu yếu phẩm, trị giá mỗi phần quà là 300.000 đồng. Dịp này đoàn cũng trao tặng đến bà con khó khăn 40 khối nước ngọt và các thùng dụng cụ chứa nước. Tổng giá trị của chuyến từ thiện này là 80 triệu đồng. Mong rằng những thông điệp yêu thương và ý nghĩa sẽ được nhân rộng và lan tỏa. Mỗi người sẽ là một cánh tay nối dài, giúp bà con vượt qua khó khăn trong nạn hạn mặn. Thưa quý vị, hiện nay mặc dù lệnh cách ly xã hội đã được nới lỏng, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bà con gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhiều chùa tự viện trong cả nước tiếp tục thực hiện nhiều chương trình trao quà đến bà con khó khăn mùa dịch bệnh, ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức các chùa ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh và trao quà cho bà con khó khăn mùa dịch COVID-19. Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý, tại chùa Từ Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã phát tặng 120 phần gạo cho những người già neo đơn, bà con nghèo và công nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gây ra.
Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chú trì chùa Từ Lâm đã phát biểu chia sẻ những khó khăn cùng bà con trong thời gian qua do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Hòa thượng mong bà con nỗ lực vượt qua những khó khăn này và hy vọng bệnh dịch nhanh chóng tiêu trừ để cuộc sống bà con sớm được ổn định. Hòa thượng nhắc nhở bà con cần phải nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 để cuộc chiến chống dịch bệnh của đất nước ta được thành công và hiệu quả. Hòa thượng chúc sức khỏe đến tất cả bà con và cảm ơn bà con đã đến với chùa để đón nhận món quà khiêm tốn nhưng thiết thực và đầy ắp tình thương của các thiện tín Phật tử xa gần, đặc biệt là quý Phật tử trong gia đình Thiện Sinh đã ủng hộ kinh phí cho chương trình từ thiện lần này. Nguyện hồi hướng công đức đến gia đình tất cả quý Phật tử luôn an lành và hạnh phúc. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, sư cô Thích Nữ Thành Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên, khu 2 thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, với sự phát tâm của gia đình Phật tử Ngọc Chánh, đã trao 150 phần quà đến bà con bán vé số thị trấn Cái Bè. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, bao gồm gạo, sữa và đường. Kinh phí cho hoạt động này là 30 triệu đồng. Cùng ngày, sư cô cũng đã hướng dẫn quý Phật tử cùng các nhà hảo tâm đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi đang sinh hoạt tại mái ấm Đức Quang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tại đây, đoàn đảm thăm hỏi động viên và hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt và 12 triệu tiền quà đến mái ấm. Tổng kinh phí cho hoạt động từ thiện của tỉnh xá Ngọc Duyên đợt này là 62 triệu đồng. Trong hai ngày 22 và 24 tháng 4, tỉnh xá Ngọc Đạt, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã trao tặng 300 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắk Rờ Măng, huyện Đắk Cờ Long và phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa. Để đảm bảo thực hiện phòng chống sự lây nhiễm của dịch bệnh, Đại đức Thích Giác Nhường, trụ trì tỉnh xá Ngọc Đạt đã kết hợp cùng các bộ địa phương mang quà đến hội trường các thôn, các tổ dân phố, trao đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tránh tập trung đông người. Đây là chương trình nhằm chia sẻ trợ duyên cho những hộ gia đình gặp khó khăn, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua 2 ngày, tỉnh xá đã trao tặng 300 phần quà, mỗi phần quà 200.000 đồng, gồm 10 kg gạo, thùng mì, xà phòng diệt khuẩn và khăn mặt, tổng cộng là 60 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa này là nhờ sự phát tâm ủng hộ của gia đình Phật tử Thiện Hảo Ngọc Ánh và nhóm Gương Sen Ngọc Ánh ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chương trình Điểm tin hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online xin được tạm dừng tại đây. Quý vị thân mến, sau 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, điều trị khỏi đa số người mắc và chưa có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao. Do vậy, quý vị lưu ý nên thận trọng, không chủ quan trước dịch bệnh, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hạn chế tập trung đông người khi không thật sự cần thiết. Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý vị vô lượng an lành. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.